Xin chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu quyển tiểu thuyết Chương Hồi, Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung. Và ở hồi trước, hồi 83, chúng ta đã tìm hiểu được hai sự kiện quan trọng. Sự kiện đầu tiên, đánh Hào Đình, tiên chủ bắt được thù nhân. Ba anh em cùng kết nghĩa ở vườn đào, bao gồm Lưu Bị, Trương Phi và Quan Công. Hai người đã thề nguyện có thể không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Ấy thế mà, chỉ vì mắc mẹo của Đông Ngô mà Quan Công đã phải bỏ mạng. Trương Phi vì vội nôn nóng báo thù cho anh cũng bị tướng của mình hại nốt, và tất cả các tướng ấy đều chạy lại đầu quân cho Tôn Quyền. Khi nhận được tin dữ ấy, Lưu Bị thật sự rất đau lòng. Thế nhưng lửa hận trong Lưu Bị cũng bùng lên không kém. Với mong muốn mau chóng trả thù cho em của mình, Lưu Bị đã huy động tất cả quân của mình kéo thẳng sang Đông Ngô đánh Tôn Quyền để báo thù cho hai em. Và khi kéo quân sang Đông Ngô, trước đó đã có sứ giả bên Đông Ngô tới để cầu hòa. Thế nhưng Lưu Bị lại bỏ ngoài tai những lời khuyên can ấy, có cả những lời khuyên can của quần thần của mình, quyết tâm phải kéo quân sang bằng được để đánh báo thù. Và chuyến đi này bước đầu đã hết sức thuận lợi, khi những kẻ giết Quan Công và Trương Phi lần lượt đều bị bên của Lưu Bị bắt giết lại. Và ở đây ta có thể nói lại một lần nữa về sự kiện Quan Công hiện thánh. Quan Công khi mới mất thật sự đã nhiều lần hiện thánh khiến cho con người ta phải khiếp sợ. Thế nhưng lần này, khi Quan Hưng ghé vào một nhà ông lão quen đường để xin ngủ trọ thì thấy người ta đã thờ cha của mình, và theo lời kể thì ngay khi Quan Công còn sống người ta cũng đã thờ rồi, nay chết thì người ta lại càng thờ. Và trong bụng của mỗi người dân hy vọng rằng tiên chủ có thể báo thù được cho Quan Công. Và khi ghé vào đấy lại tình cờ gặp được kẻ thù. Lúc này Quan Hưng tiến ra áp sát và muốn giết kẻ thù. Kẻ thù là Phan Chương lúc này bỏ chạy. Quan Công hiện thánh làm cho Phan Chương phải hoảng sợ giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị Quan Hưng giết mất. Sự kiện thứ hai chính là Dự Giang Khấu Thư Sinh cất làm đại tướng. Thư Sinh ở đây hiện đang nói tới Lục Tốn. Lục Tốn chỉ là một tướng trẻ tuổi, gọi là một thư sinh ở bên Đông Ngô. Thế nhưng đường lúc nguy cấp thì trong lời gợi ý của quần thần thì có một lời cho rằng Lục Tốn tuy là trẻ tuổi nhưng lại có tài lược hơn người, không kém gì Chu Du ngày xưa. Và vì thế Tôn Quyền đã tin cậy giao cho Lục Tốn làm
đã giữ lâu rồi mà không thấy ra đánh. Tóc sĩ sinh trễ nải, ta phá được họ chính là ở lúc này đấy. Các tướng mới chịu là phải. Đời sau có thơ khen Lục Tốn rằng: tướng thầm bàn viện binh đao, móc sẵn mồi thơm giọt cá ngao, thao lược đu ganh trường Tuấn Kiệt, mới hay Lục Tốn cùng anh hào. Tốn định xong mưu mẹo phá thục rồi, viết thư về sứ tâu với Tôn Quyền, chỉ nay mai có thể phá xong được quân giặc. Tôn Quyền xem xong mừng rỡ hớn hở nói: Giang Đông lại có người lạ như thế, cô còn lo gì nữa? Các tướng cứ nói hắn hèn nhát, riêng cô không tin. Này xem mấy lời này, quả nhiên không phải là lời hèn nhát. Liền có quân mã đến để tiếp ứng. Lại nói, tiền chủ đem hết cả thủy quân ở Hào Đình, thuận dòng xuôi xuống, cắm trại ven sông, vào sâu mãi bờ cõi nước Ngô. Hoàng Quyền can rằng, thủy quân men bờ sông xuống tiến lên thì dễ, lúc về thì khó. Tôi xin làm tiền khu đi trước, bệ hạ nên ở lại mặt sau thì mới chắc chắn muôn phần. Tiền chủ nói, giặc Ngô đã vỡ mộng rồi, trẫm cứ kiến quân rầm rộ đến, chớ có ngại gì. Các quan cố can mãi, tiền chủ cũng không nghe. Tiền chủ chia quân làm hai đường, sai Hoàng Quyền đốc cánh quân mặt Giang Bắc để phòng quân Ngụy, còn mình thì đốc các đạo quân mặt Giang Nam, chia lập dinh trại qua các bờ sông để tính đến việc đánh Ngô. Quân Do Thám về báo với Ngụy chủ rằng quân Thục đánh Ngô, cắm trại liên tiếp nhau ngang dọc hơn 700 dặm, chia làm hơn 40 đồn, đồn nào cũng tựa vào rừng núi. Lại sai Hoàng Quyền đốc mặt Giang Bắc, ngày nào cũng đi tuần tiễn hàng trăm dặm, không biết ý là làm sao. Ngụy chủ nghe tin ngẩng mặt lên trời cười, nói: Lưu Bị sách thu to mất rồi. Quần thần hỏi cớ làm sao, Ngụy chủ liền nói: Lưu Huyền Đức không biết binh pháp, lý đầu cắm trại liên tiếp 500 dặm mà chống được giặc bao giờ, bao bọc các nơi hiểm trở, chỗ cao chỗ thấp mà đóng đồn, đó là điều tối kỵ trong phép dùng binh. Lưu Bị tất thu chạy về Lục Tốn Đông Ngô, chỉ trong 10 hôm nữa sẽ có tin tức. Quần thần chưa tin, xin điều quân ra phòng bị. Ngụy chủ nói: Lục Tốn nếu đánh được Thục, tất thừa thế vào lấy Tây Xuyên. Quân Ngô đi xa, trong nước bỏ trống, trậm giả đo dẫn quân đánh giúp, sai ba đạo quân nhất tề kéo sang, chắc lấy được Đông Ngô dễ như bỡn. Mọi người nghe thấy thế đều bái phục. Ngụy chủ bèn sai Tào Nhân đốc một đạo quân Dung Tu, Tào Hưu đốc một đạo quân ra Động Khẩu, Tào Chân đốc một đạo quân ra Nam Quận. Quân mã ba đường hẹn nhau đánh lén đánh úp Đông Ngô, còn mình tự dẫn quân đi sau để tiếp ứng. Hãy nói về Mã Lương đến Xuyên, vào ra mắt Khổng Minh, trình địa đồ lên, nói: Này ta dời dinh trại vào đón sát bờ sông, dài suốt 700 dặm, lập hơn 40 đồn, đều dựa vào chỗ có cây cối, khe suối, hoàng thượng.
sau lưng lại có ba đạo quân ngựa đuổi theo. Đang chạy đến gần thành, may sao có Từ Thịnh, Đinh Phụng hai mặt đổ ra mới cứu được. Đang bị tên bắn còn cắm trong mình, vào ra mắt Lục Tốn để chịu tội. Tốn nói: đó không phải là lỗi tại ngươi, ta muốn thử giặc xem thực hư sao đó thôi, chớ miệng phá thục, ta đây đã có đâu đấy tất cả rồi. Từ Thịnh, Đinh Phụng nói: quân thục thế to lắm, khó lòng phá nổi, đánh thì chỉ hao binh tổn tướng mà thôi. Tốn cười, nói: miệng này của ta tuy không chia mắt được Gia Cát Lượng, nhưng may sao người ấy không có ở đây, thật là trời giúp ta thành công chuyến này. Mới hội cả tướng sĩ lớn nhỏ lại, truyền mệnh rằng: Chu Nhiên tiến quân đi mặt thủy, cuối giờ ngọ ngày mai có gió đông nam nổi to, phải dùng thuyền chất cỏ khô, theo kế mà đánh. Hàng Đường dẫn một toán quân đánh phía bắc bờ sông, sau quân sĩ hai đường ấy mỗi người phải mang một bó cỏ chứa lưu hoàng, diêm tiêu, các thứ dọn lửa, cầm gươm đao kéo thẳng đến cả trại thục, thuận chiều gió mà đốt lửa. Quân thục có 40 đồn, chỉ cần đốt 20 đồn, cách một đồn đốt một đồn, quân sĩ mang sẵn lương khô đi ăn, phải ngày đêm cố sức mà đuổi đánh, không được lui về, kỳ bắt bằng được Lưu Bị mới thôi. Các tướng nghe lệnh xong, ai nấy sắm sửa mà cất quân đi. Nói về Tiên Chủ, đang ở trong ngự doanh nghỉ kế phá Ngô, bỗng nhiên một lá cờ trung quân trước trướng, không gió máy gì mà đổ. Biệt hỏi Trình Ký rằng: đó là điều gì vậy? Kỳ thưa: có lẽ đêm nay quân Ngô đến cướp trại chăng? Tiên Chủ nói: đêm qua giết sạch cả rồi, còn đâu dám đến đây nữa. Kỳ nói: ví phỏng Lục Tốn đến thử ta thì làm thế nào? Bỗng có người vào báo, đứng bên này sông trong sang, xa xa thấy quân Ngô men sườn núi kiếp hết kể cả phía đông rồi. Tiên Chủ thấy vậy, nói: đó là nghi binh thôi, quân sĩ chớ nên kinh động. Điền sai quan Hưng, Trương Bào mỗi người dẫn 500 quân kỵ đi tuần các nơi. Chập tối, quan Hưng chạy về tâu rằng: ở Giang Bắc doanh trại bốc cháy. Tiên Chủ vội sai quan Hưng qua Giang Bắc, Trương Bào qua Giang Nam dò xét tình hình thực hư và dặn rằng: hễ quân Ngô kéo đến phải lập tức về báo cáo. Hai tướng lĩnh mệnh đi ngay. Đầu canh một, gió đông nam nổi to, chỉ thấy đồn cánh tay trái ngự doanh bốc cháy, quân sắp sửa đến cứu thì đồn cánh phải lại cháy, gió mạnh lửa hồng, cây cối đều cháy rụi, tiếng hò reo như sấm. Hai đồn quân mã nhất tề xông vào ngự doanh, quân sĩ trong doanh nhảy xíu nhau chết vô số. Phía nam quân Ngô đánh tới không biết nhiều ít thế nào. Tiên Chủ vội vàng lên ngựa chạy tới trại Phùng Tập, thì trại này cũng đang bốc cháy đùng đùng. Hai bờ Giang Nam, Giang Bắc đều sáng rực như ban ngày. Phùng Tập hoảng sợ, nhảy lên ngựa dẫn vài chục kỵ quân, gặp ngay toán quân Từ Thịnh bên Ngô chặn lại đánh giết. Tiên Chủ thấy thế, quất ngựa chạy về phía Tây. Từ Thịnh bỏ Phùng Tập, dẫn quân đuổi theo. Tiên Chủ đang lo sợ thì trước mặt lại bị một toán quân Ngô lệnh Đinh Phụng ra chặn đường. Hai toán đánh ập vào, Tiên Chủ sợ quá, bốn mặt không còn đường nào. Bỗng đầu nghe tiếng reo ầm ĩ nổi lên, một cánh quân đánh vào vòng vây, xem ra là Trương Bào. Bào cứu được Tiên Chủ, rồi dẫn quân ngự lâm chạy miết. Đang chạy lại thấy một toán quân ngựa kéo đến, tía ra là tướng Thục Phó Đồng. Hai toán quân liên hợp lại cùng đi, sau lưng quân Ngô đuổi kiếp. Tiên Chủ đi trước đến một trái núi tên là Mã Yên. Trương Bào Phó Đồng vừa mời Tiên Chủ lên núi xong thì dưới chân núi tiếng hò reo vang dậy, đại đội binh mã của Lục Tốn vây chặt bốn phía. Trương Bào Phó Đồng cố chết giữ vững của núi. Tiên Chủ trong xa thấy rủi cháy rừng rực khắp đồng, thầy chết trôi nổi kính sông. Hôm sau quân Ngô lại phóng lửa đốt núi, quân sĩ chạy trốn tán loạn. Tiên Chủ kinh sợ. Hôm sau, quân Ngô lại phóng lửa đốt núi, quân sĩ chạy trốn tán loạn. Tiên Chủ kinh sợ. Bỗng đầu trong ánh lửa có một tướng nhẫn vài quân kỵ đánh thốc lên, xem ra là Quan Hưng. Hưng quỳ xuống bẩm rằng: bốn mặt lửa cháy gần đến nơi rồi,
không thể ngồi yên ở đây được. Xin bệ hạ chạy về thành Bạch Đế cho mau để chỉnh đốn lại quân mã. Tiên chủ nói, có ai dám đi chặn hậu không? Phó Đồng Tâu rằng, tôi xin cố chết chống cự ở mặt sau. Chiều hôm ấy, Quan Hưng đi trước, Trương Bào đi giữa, Phó Đồng đi chặn hậu. Ba tướng trong nôm giữ gìn tiên chủ, kéo cả xuống núi. Quân Ngô thấy tiên chủ bỏ chạy, ai nấy muốn tranh công, kéo ra rộp rời chọc đất, đuổi theo về phía tây. Tiên chủ sai quân sĩ cởi hết áo bào, áo giáp chất giữa đường mà rốt để chặn quân giặc. Đang chạy, lại thấy tiếng reo nổi lên. Ngô tướng Chu Nhiên dẫn một toán quân bờ sông đánh đến, chặn mất đường đi. Tiên chủ kêu lên rằng, trẫm chết ở đây mất thôi. Quan Hân, Trương Bào tế ngựa xông sáo, nhưng vì tên bắn ra như mưa, đều bị bật trở lại. Người nào cũng bị trọng thương, không sao ra được. Mấy sao tiếng reo vang dậy, Lục Tốn dẫn đại quân từ trong hang núi đuổi đến. Tiên chủ kinh hoảng vô cùng. Bấy giờ trời đã mờ mờ sáng, bỗng nghe phía trước có tiếng reo ầm ầm. Chu Nhiên nổi loạn, răng cả xuống khe, chúi cả vào núi. Một cánh quân đánh vào cứu giá. Tiên chủ mừng rỡ quá chừng, trông xem là ai, lẽ ra là Thường Sơn Triệu Tử Long. Hồi ấy Triệu Vân đang ở Giang Châu trong xuyên, nghe tin Ngô Thục đánh nhau mới kéo quân đi. Chợt trông thấy một dải đông nam lửa sáng rực trời, Vân trong bụng kinh hãi, kiếp đến xem có sự cứa gì. Không ngờ gặp tiên chủ đang bị khốn ở đó. Vân liền hết sức đánh thóc vào. Lục Tốn nghe tiếng Triệu Vân, vội vàng ra lệnh rút quân. Vân đang đánh giáp nhau, bỗng gặp Chu Nhiên. Nhiên xông vào giao chiến, chưa đầy một hiệp, bị Vân đâm ngay cho Nhiên một phát ngã ngay xuống ngựa, đánh tan quân Ngô, cứu được tiên chủ và chạy về thành Bạch Đế. Tiên chủ nói, trẫm tuy được thoát, nhưng các tướng sĩ thì làm thế nào? Vân nói, quân giặc ở mặt sau, không nên trì hoãn, xin bệ hạ hãy đi mau vào thành Bạch Đế nghỉ ngơi. Tôi đây sẽ ra cứu các tướng. Bây giờ tiên chủ chỉ còn hơn 100 người vào thành Bạch Đế. Đời sau có thơ khen Lục Tốn rằng, cầm mâu đốt lửa phá liên doanh, huyền đất cùng đường phải chạy quanh, danh tiếng vang lừng trong Ngụy Thục, Ngô Vương hẳn phải trọng thư sinh. Lại nói, Phó Đồng đi sau, bị quân Ngô vây kín cả bốn mặt. Đình Phụng gọi to bảo rằng, tướng Xuyên chết rất nhiều, mà hàng cũng lắm. Chủ ngươi là Lưu Bị cũng đã bị bắt rồi. Này ngươi sức đã kiệt, sao không hàng đi cho sớm? Phó Đồng mắng rằng, ta là tướng nhà Hán, há thèm hàng chó hoa. Nói đoạn, cầm giáo tế ngự thúc quân, cố đánh giết hơn trăm hiệp, đi lại xông xáo, nhưng cũng không sao ra được. Phó Đồng than rằng, ta đến đây là hết rồi. Nói xong, mồm thủ ra huyết, chết trong đám quân Ngô. Đời sau cũng có thơ khiến Phó Đồng rằng, Di Lăng, Ngô, Thục Bụi Gia Phong, Lục Tốn dùng mưu đánh hỏa công, đến chết vẫn còn lời cứng cỏi, Phó Đồng mới thực tướng anh hùng. Quan Tế Tửu là Trình Kỳ chạy đến bờ sông, gọi thủy quân để tiếp ứng. Quân Ngô đuổi giáp đến nơi, quân thủy chạy tan mất cả. Bộ tướng bảo rằng, quân Ngô đến nơi rồi. Trình Tế Tửu chạy đi cho mau. Kỳ giọng nói, ta từ khi theo chú thượng ra quân đến giờ, chưa khi nào trông thấy giặc mà phải đi trốn cả. Kỳ chưa nói xong, quân Ngô ập đến. Kỳ bèn rút gươm ra để tự vẫn. Có thơ khiên rằng, Tế Tửu Trình Kỳ hẹn khái thay, gửi thân lưỡi kiếm báo ân dày, làm nguy vẫn giữ lòng trung dũng, danh tiếng thơm truyền mãi đến nay. Bây giờ Ngô Bang, Trương Nam vẫn còn vây thành Di Lăng, thấy Phùng Tập chạy đến, nó quân tục thu to, liền rút về cứu tiên chủ. Tùng Hoàng mới được thoát nạn. Khi Trương, Phùng hai tướng đang đi, trước mặt có quân Ngô kéo đến. Sau lưng Tôn Hoàng ở thành Di Lăng xông ra, hai mặt đánh dồn lại. Trương Nam, Phùng Tập hết sức xông pha cũng không sao được, đều bị giết trong đám loạn quân. Có thơ khiên rằng, Phùng Tập trùng có một, Trương Nam nghĩ không hai, chiến trường đành bỏ xét, danh tiếng để lâu dài. Còn Ngô Bang ra đánh được ngoài vòng vây, may lại được Triệu Vân đến tiếp ứng mới thoát được về thành Bạch Đế.
Mang Vương là Samakha tế ngự chạy trốn gặp Chu Thái, đánh nhau được 10 hiệp bị Thái giết. Tướng Thục là bọn Đổ Lộ, Lương Ninh sang hàng Cả Ngô. Bao nhiêu lương thảo khí giới trong trại Thục không sót một tí gì. Tướng sĩ đầu hàng Ngô không biết bao nhiêu mà kể. Khi ấy vương biết chỗ nào? Tốn hỏi, cụ tên là gì? Cụ già đáp, lão là Hoàng Thừa Ngạn, bố vợ Khổng Minh. Khi rể lão vào xuyên, có bài thạch tròn ở đây, gọi là bát đồ, chỉ làm tám cửa theo hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, tử, kinh, khai. Trong độn giáp, mỗi ngày, mỗi giờ, biến hóa không biết đâu mà lần, và sánh bằng 17 tinh binh. Khi con rể lão đi có dặn rằng, về sau có đại tướng Đông Ngô lạc vào trận này thì đừng có đưa ra. Mới rồi, lão chơi trên sườn núi, thấy tướng quân từ cử tử đi vào, chắc rằng không hiểu trận này thế nào cũng lạc lối. Lão xưa nay ưa làm phúc, không nỡ để tướng quân chết tại đây, cho nên dắt tướng quân ra cử xin. Tốn nói, cụ có học được phép thần thông này không? Hoàng Thường Ngạn nói, phép trận này biến hóa vô cùng, không sao mà học được. Tốn quay ngựa lạy tạ rồi trở về. Về sau, quan công bộ Đỗ Phủ thơ rằng, công trùng nước tam phân, tiếng cao đồ bát trận, nước chảy đá trơ trơ, đánh Ngô còn để giận. Lục Tốn về trại than rằng,
Khổng Minh quả thật là ngoại lâm, ta không sao sánh bằng được. Bèn hạ lệnh rút quân về. Đã hư bẩm rằng Lưu Bị binh thu thế cùng, ngồi giữ một thành, chính là lúc ta nên thừa cơ mà đánh, nay thấy thạch trọng sao đã vội rút lui. Tốn nói: ta không phải sợ thạch trọng mà lui đâu, ta đồ rằng Tào Phi gian xạo cũng như cha hắn khi xưa, nếu biết ta đuổi theo quân Thục, tất thừa hư lại đánh úp. Nếu ta vào sâu Tây Xuyên quá, chỉ ngại đến lúc về mà khó thôi. Mới sai một tướng đi đoạt hậu, còn mình liền dẫn đại quân mà kéo về. Lục Tốn chưa rút lui được hai ngày thì ba nơi đến báo tin rằng tướng của Ngụy là Tào Nhân ở cửa Nhung Tu, Tào Hưu ở Động Khẩu, Tào Chân ở xứ Nam Quận, binh mã ba mặt cùng vài mươi vạn kéo tràn vào bờ cõi, chưa biết ý ra làm sao. Tốn cười nói: đã biết mà, có sai lời ta nói đâu, ta đã sai quân ra chống cự rồi đó. Thế mới là Bụng Hùng vừa muốn vào Tây Thục, Miệu Giỏi còn mong chống Bắc Triều. Chưa biết Lục Tốn làm thế nào để đuổi được quân Tàu, xem tới hồi sau sẽ phân giải.